Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, tính từ 17 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 của Việt Nam, chúng ta ghi nhận thêm 12.680 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca được ghi nhận trong nước. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu cả nước với 7.308 ca mắc mới. Một số tỉnh thành có nhiều ca mắc mới khác như là Bình Dương 3.172 ca, Đồng Nai 814 ca, Long An 372 ca, Tiền Giang 171 ca, Hà Nội là 40 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm được ghi nhận trong nước đã giảm 1.530 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.862 ca. Theo tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố vào ngày 8 tháng 9, cả nước cũng đã ghi nhận 335 ca tử vong.